Nếu người nào ở tuổi thanh niên, tuổi thanh xuân mà có lý tưởng sống là một điều rất may mắn. Vì có nhiều người vậy, tới 20 tuổi rồi vẫn chưa có lý tưởng sống, chưa biết mình phải sống để làm gì. Ai là người mà năm 20 tuổi đã xác định được cái lý tưởng sống, đã chọn cho mình một cuộc sống sẽ hy sinh, sống cuộc sống cao đẹp? Giơ tay lên thầy con, 20 tuổi. Không ai giờ, có lẽ là khiêm tốn, nhưng cũng nhiều người thực sự năm 20 tuổi chưa biết gì, chưa biết thế nào là một cuộc sống lý tưởng. Còn kẻ hèn này nha, 16 tuổi là xác định lý tưởng sống rồi. Xác định lý tưởng sống là phải sống để yêu thương mọi người và sống để làm cho mọi người phải yêu thương nhau. Từ năm 16 tuổi thầy đã xác định điều này. Và khi mà thầy theo đuổi cái điều này, nhiều người nói thầy là đạo đức giả, sống gàn dở, sống giống như khùng. Nhưng thầy quyết theo đuổi vì tin rằng đây mới là chân lý, đây là điều mình phải theo đuổi trong cuộc đời này. Nên nếu mà ở tuổi thanh xuân mà ai có được lý tưởng sống, đây là một điều rất may mắn. Nhưng mà thôi, muộn còn hơn không nha. Bây giờ ta gặp Phật Pháp, coi như ta đã có được một lý tưởng sống cho phần còn lại của cuộc đời mình, cũng là một may mắn.